Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với tin nhanh của báo Tiền Phong. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Việc công banh MB nói gì về việc nhận chuyển giao bắt buộc hai ngân hàng? Israel tung video về những phút cuối đời của thủ lĩnh Hamas. Messi vượt mặt Ronaldo ở cuộc đua kéo dài hơn một thập kỷ. Mở đầu bản tin là phần tin vắn trong nước đáng chú ý mới đây cử tri tỉnh an giang nêu kiến nghị đến bộ giáo dục đào tạo không tăng học phí bậc đại học để giảm bớt khó khăn cho các gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế qua đó tạo cơ hội để sinh viên yên tâm học tập Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã giữ ổn định qua 3 năm học. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho biết, trong bối cảnh học phí không tăng, nhưng hàng năm ngân sách nhà nước đều cắt giảm 2,5% chi thường xuyên, đã gây khó khăn cho các cơ sở giáo dục đại học. Nếu học phí tiếp tục giữ ổn định và tiếp tục cắt giảm chi thường xuyên, nhiều cơ sở giáo dục không đủ kinh phí hoạt động. Thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hưng Chí, thị xã Kỳ Anh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 17 tháng 10, trong lúc ông L, sinh năm 1959, chú phường Hưng Chí đang thi công xây dựng công trình nhà ở trên địa bàn, dùng máy cắt cầm tay cắt nắp thùng phi, bất ngờ thùng phi phát nổ khiến ông L bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người dân đưa ông L đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong sau đó. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, xe container mang biển kiểm soát 61H00580 kéo theo rơ móc thùng hàng loại 40 feet, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cử theo hướng từ quận 8 về quận 3. Khi đến ngã 6 Cộng Hòa, lái xe ôm cua theo vòng xoay để di chuyển qua đường Lý Thái Tổ thì bất ngờ thùng hàng rơi xuống đường. Rất may thời điểm xảy ra vụ tai nạn đường vắng nên không gây thương tích về người. Tuy nhiên giao thông qua khu vực bị ùn tắc vào giờ cao điểm. Ngày 18 tháng 10, Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh tin báo của người dân về việc một nữ sinh trên địa bàn bị xâm hại hiếp dâm tập thể. Nạn nhân là DTTH sinh năm 2009, quê ở huyện Minh Hóa. Theo thông tin ban đầu, Chiều ngày 13 tháng 10, nữ sinh hát tham gia cuộc nhậu cùng nhóm nam thanh niên trên địa bàn xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Đến chiều tối cùng ngày, hát được nhóm thanh niên đưa vào nhà nghỉ trong tình trạng say xỉn và liên tiếp thực hiện các hành vi đổi bại. Đến tối cùng ngày, sau khi bị xâm hại, hát tỉnh dậy và hoảng loạn chạy về nhà thì không may gặp tai nạn. Nạn nhân được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo nguồn tin, có ít nhất 2 nam thanh niên liên quan đến vụ việc đã được cơ quan chức năng triệu tập điều tra. Trong đó có một nam sinh học lớp 12 và một thanh niên sinh năm 2004, cư trú trên địa bàn xã Trung Hóa. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với câu chuyện tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Việt Nam (CB) cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại dương (Oceanbank) cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB). Thông tin từ Vietcombank cho biết, sau chuyển giao bắt buộc. CB tiếp tục hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ. CB là pháp nhân độc lập và không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính vào báo cáo tài chính hợp nhất của Vietcombank. Còn theo Ngân hàng Quân đội, Hội đồng Quản trị MB quyết định cử ông Lê Xuân Vũ, thành viên ban điều hành MB, là người đại diện MB, đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc thường trực của Ocean Bank. Sau khi chuyển giao, các quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng tại Ocean Bank được đảm bảo theo đúng thỏa thuận và quy định của pháp luật. Các hoạt động dịch vụ của Ocean Bank được đảm bảo thông suốt liên tục. Chuyển sang phần tin quốc tế và thể thao. Quân đội Israel ngày 17 tháng 10 công bố đoạn video quay bằng máy bay không người lái, được cho là ghi lại những giây phút cuối cùng của lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar ở miền nam sải Gaza. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy một ngôi nhà tan hoang vì bị đánh bom ở dài Gaza. Trong nhà có một người đàn ông trùm khăn kín mặt ngồi trên kế bành. Phía Israel chú thích đây là Sinua. Vụ ba diễn viên và MC nổi tiếng bị bắt giam vẫn đang gây rúng động sâu bít Thái Lan. 17 nghi phạm trong vụ lừa đảo đã bị tòa án hình sự từ chối bảo lãnh và bị bắt giam vào chiều 17 tháng 10. Khoảng 150 đại diện của các nạn nhân đã nộp đơn kiến nghị lên tòa án phản đối việc tạm thả bất kỳ nghi phạm nào, thể hiện mức độ nghiêm trọng của vụ việc và tác động đối với cộng đồng. Vụ án công ty Icon Group không chỉ là một cuộc điều tra tội phạm kinh tế đơn thuần, mà còn làm dấy lên những câu hỏi về tính minh bạch trong kinh doanh trực tuyến và vai trò của người nổi tiếng trong việc quảng bá cho các doanh nghiệp. Với mặt Ronaldo cùng một loạt huyền thoại khác, Lionel Messi được Massa vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, câu chuyện Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, là chủ đề được bàn tán nhiều nhất. Nhưng câu chuyện này đã đi đến hồi kết sau khi Messi vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina. Mới nhất siêu sao đang chơi bóng cho Inter Miami tiếp tục được tờ báo nổi tiếng Massa vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Xếp ngay sau cựu sao Barcelona là Cristiano Ronaldo Bele, Alfredo Di Stefano và Diego Maradona. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!